Xin chào anh em nha. Hôm nay mình về được mấy cái bình xăng quay A110 nha anh em. Bình quay A110 này là bình hàng tháo xe mới luôn nha anh em. Chưa qua sử dụng, chưa đổ xăng luôn nha. Đó. Nhầm cái bình này là tháo xe, chưa sử dụng luôn nha anh em. Chưa đổ xăng, chưa nổ máy luôn. Bao đẹp cho anh em, bao cho anh em là đúng hàng zin 100% nha. Giá thì bao rẻ cho anh em, chưa được phân nửa giá hàng mới nữa nha anh em. Đó, anh em nhìn thấy không? Chưa đổ xăng luôn. Zin toàn bộ nha anh em, bao cho anh em là hàng zin 100% nha. Đó, hàng zin. Bình này là bình quay A110 là xài chung với GS nè, GS 100, Black nè, GSX, nói chung là mấy cái dòng xe đời 110 là xài chung được hết nha anh em. Thì cái bình xăng này á, bên mình bán thì chỉ bán cho cái dòng 110, S 110 thôi. Còn anh em nào muốn gắn vô cái dòng 100 á thì anh em về canh chỉnh nha. Cái đó mình không có bán cho, mình không có bảo đảm cho anh em là về cho dòng 100 nha. Tại vì dòng 110 này gắn cho 100 canh chỉnh nó rất là khó nha nè. Bởi vì anh em nào muốn mua á, gắn cho xe 100 thì anh em hỏi thợ thầy gì đó gần đó gắn được thì anh em hãy mua nha. Tại vì cái này đúng đời của nó là quay S 110, quay Alpha 110 nha anh em. Quay A gọi là dòng quay A 110. Đó, bình zin này nha anh em, Kenhin. Đó, dòng 110. Đó, bao đẹp cho anh em luôn, bao zin y như mới thì mình về khoảng được 8-9 bình nha anh em. Bình nào cũng đẹp hết nè. Đây mình cho anh em coi cái trái ga. Trái ga đúng zin của 110 nó là trái ga màu xám nha anh em. Ở trong là có cái hiệu là M3B. Đó, M3B nè. Đúng quay 110 là M3B nha anh em. Dòng quay 110 là trái ga màu xám nè. Thì cái này là mình sẽ bảo hành cho anh em nha. Có bảo hành cho anh em lên xe luôn, bảo hành trong vòng cho anh em 1 tháng. Nếu mà trong vòng 1 tháng có trục trặc gì anh em cứ việc alo lại mình. Tại vì hàng này là hàng zin nên mình sẽ bảo hành cho anh em. Đó, thì bên mình bán hàng thì bao uy tín, bao chất lượng cho anh em thì lúc nào cũng có bảo hành cho anh em lên xe chạy. Im rồi mình mới hết bảo hành nha, chạy ngon lành rồi mình mới hết bảo hành nha. Bởi vậy anh em cứ việc an tâm mà mua hàng bên mình nha. Thì cái bình này mình bán cho anh em với giá là 750 bao ship. 750 bao ship. Nó không có số lượng nha anh em. Mấy cái này là lâu lâu mới có thôi chứ không phải lúc nào cũng có nha anh em. Lâu lâu mới có hàng. Đó. Thì mấy anh em thợ dòm là sẽ biết hàng này zin hay lô không có zin rồi nha anh em. Đó. Bao cho anh em là đúng zin 100%. Bảo hành cho anh em lên xe luôn. Đó. Đây. Trái gà. Đó, máy bình nè, giờ người ta quấn về nha anh em, mình sẽ tháo ra mình kiểm tra coi nó có lỗi lầm gì không hay là trục trặc gì không, mình mới gửi cho anh em nha. Nói chung là bình zin hiện tại bình mới là nó khoảng gần 1,9-2 triệu nha anh em, nhưng mà bên mình bán cho anh em với giá là 750 ngàn thôi nha, bao ship nha. Đó, cái dòng 110 thấy vậy á chứ đời mới bây giờ chứ nó hao xăng lắm nha anh em, mấy cái bình cũ nó hao xăng cực kỳ luôn. Bởi vậy anh em mua cái bình này anh em lắp vô thì nó sẽ đỡ hao xăng nhiều, nó sẽ tiết kiệm xăng lại một phần nào đó cho mình nha. Cái dòng bình quen pha 110 từ 2016-17 trở lên là nó sẽ bị hao xăng nha anh em, cực kỳ đẹp y như mới nha anh em. Chỉ có một cái là không có hộp, không thiếu cái hộp thôi, chứ cái này mà có hộp vô là y như mới luôn, quá đẹp. Chỉ có 750 ngàn thôi nha anh em, nửa giá hàng mới thôi mà mình xài mấy hàng này nó an tâm nữa nha anh em. Hàng này là bao zin bao chất lượng cho anh em. Rồi video mình đến đây cũng kết thúc nha anh em. Anh em nào có mua hàng thì cứ việc alo trực tiếp cho mình nha. Số điện thoại mình có để trên phần video clip đó nha anh em. Rồi cảm ơn anh em đã tin tưởng ủng hộ mình nha.